Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, măng là một trong những món ăn được nhiều người ưa thích hiện nay. Thậm chí là họ còn thường xuyên sử dụng măng cho các món ăn khác. Tuy nhiên, thì với một số trường hợp người ở dưới đây thì tuyệt đối không nên ăn măng bởi vì có thể gây ảnh hưởng nguy hiểm tới sức khỏe. Những người không nên ăn măng. 1. Trẻ tuổi dậy thì. Măng tre chứa một lượng lớn chất khó tiêu hóa là cellulose và axit oxalic. Khi kết hợp với canxi, sắt và kẽm, chúng sẽ tạo thành chất phức hợp làm cơ thể khó hấp thụ dinh dưỡng. Ăn nhiều măng dẫn đến tình trạng thiếu canxi và còi xương, thiếu kẽm, gây chậm phát triển, nên trẻ em tuổi dậy thì cần hạn chế. 2. Người bị sỏi thận. Axit oxalic kết hợp với canxi còn có thể tạo ra sỏi thận. Vì vậy, người bị sỏi thận không được ăn măng. 3. Người mắc bệnh dạ dày, tiêu hóa, xơ gan. Măng là thực phẩm khó tiêu hóa. Với bệnh nhân xơ gan, măng gây khó chịu, làm tổn hại dạ dày và thực quản. Những người mắc bệnh tiêu hóa khi ăn măng sẽ khó tiêu, đầy bụng, trào ngược axit, thậm chí bị chảy máu thành bụng. Người già có hệ tiêu hóa kém cũng được khuyên cáo là không nên ăn măng. 4. Người dùng aspirin thường xuyên. Người dùng thuốc aspirin nếu ăn măng sẽ bị kích ứng đường tiêu hóa, tổn thương niêm mạc dạ dày. Lưu ý, măng có chứa độc tố cyanide nên không tốt cho sức khỏe nếu không được chế biến đúng cách. Để loại bỏ chất độc trước khi nấu, bạn nên luộc, ngâm chua hoặc phơi khô măng, tuyệt đối không ăn măng sống. 5. Phụ nữ đang mang thai. Trong măng có chứa nhiều độc tố, nguy hiểm nhất là glucosid. Thành phần này sẽ sinh ra axit cyanuric. Khi vào dạ dày, glucosid bị phân hủy với tác dụng của men tiêu hóa, chất chua trong dạ dày. Sau đó, axit cyanuric sẽ bị đẩy ra ngoài dưới dạng dịch nôn. Nếu axit bị đẩy ra ngoài, tức là cơ thể không chịu nổi chất độc. Đã có không ít mẹ bầu bị ngộ độc măng ở nhiều mức độ. Các dạng ngộ độc măng là nôn, đau bụng, đau đầu gần giống hiện tượng ngộ độc sắn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới thai nhi. 6. Người bị bệnh gút. Người bị bệnh gút không nên ăn măng. Khi bạn bị gút cần phải cẩn trọng với chế độ ăn, vì có thể làm tăng lượng axit uric trong máu, làm bệnh gút trở nên trầm trọng hơn. Các loại thực phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh như măng tre, măng trúc, măng tây sẽ làm gia tăng tốc độ tổng hợp axit uric trong cơ thể. Vì thế, bệnh nhân gút cần tránh. 7. Người vừa bị gãy xương. Nếu bạn vừa gặp tai nạn chấn thương đến xương khớp, bạn cũng không nên ăn quá nhiều măng. Nguyên nhân là do axit oxalic trong măng tươi ảnh hưởng đến việc hấp thụ và tận dụng canxi, kẽm của cơ thể. Vết xương gãy dạn cũng vì thế mà khó lành hơn. 8. Người mới ốm dậy. Người mới ốm dậy sức đề kháng yếu không nên ăn măng do măng chứa một lượng glucosid nhất định. Bình thường glucosid không mấy gây hại cho cơ thể, nhưng khi ốm yếu, glucosid phân hủy với men tiêu hóa và chất chua trong dạ dày, dễ dẫn đến tình trạng nôn mửa. Những lưu ý khi ăn măng để tránh bị ngộ độc. Đầu tiên, ngâm măng với nước gạo, luộc măng với một nắm lá rau ngót. Thứ hai, đối với các loại măng độc nên ngâm bằng nước vôi trong. Khi luộc nên mở vung cho chất độc bay hơi. Thứ ba, măng ngâm phải để ngả sang màu vàng ươm và có mùi chua thì mới được ăn. Vâng, bất kỳ sản phẩm nào cũng có mặt xấu và mặt tốt của nó. Tuy nhiên thì nó sẽ chỉ tốt khi chúng ta biết sử dụng đúng cách thôi, đúng không ạ? Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!